thì 100% các chị em sẽ giơ cả hai tay hai chân lên ủng hộ. Tinh binh mang nhiễm sắc thể y chính là tinh binh quyết định đến giới tính nam của em bé. Chào các bạn biết không, nam giới có 1001 lý do để biện minh cho thói quen hút thuốc lá. Nào là thức khuya, công việc căng thẳng, hút một điếu thuốc vào, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, làm việc hiệu quả hơn. Rồi nhiều nam giới thì lấy cái việc hút thuốc như để khẳng định bản thân mình. Người ta nói là nâng cao sĩ diện đúng không ạ? Chẳng lẽ ngồi với cả một đám bạn, ai cũng hút, mời mình một điếu, mình lỡ nào từ chối. Các anh nam giới mà thấy Thanh Hương nói đúng thì có thể comment ở dưới video này là đúng nhé. Và trên thực tế, hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến trực tiếp lá phổi đâu, không phải chỉ dừng lại ở câu chuyện là phổi rỗ như cái rổ hay là ung thư phổi đâu, mà thực tế cái việc hút thuốc lá còn ảnh hưởng rất nhiều đến chức năng sinh lý của nam giới. Cụ thể những tác hại đó là gì? Ngày hôm nay Thanh Hương sẽ phân tích tường tận cho các anh nam giới để các anh có thể là đưa ra quyết định mình có nên từ bỏ cái thói quen này hay không nhé. Đầu tiên, hút thuốc lá gây yếu sinh lý, rối loạn cương dương và làm tăng nguy cơ liệt dương ở nam giới. Khi nam giới có sự kích thích tình dục thì não bộ sẽ truyền thông tin xuống bên dưới, máu lưu thông nhiều hơn về khu vực cậu nhỏ để giúp cho cậu nhỏ nhanh chóng đạt được trạng thái cương cứng tối đa. Nhưng việc hút thuốc lá lại ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu này. Bởi vì hoạt chất nicotine có trong khói thuốc lá có thể gây hiện tượng là co thắt mạch, và hiện tượng co thắt mạch này là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu, cụ thể là giúp cho máu lưu thông chậm hơn về khu vực tinh hoàn và dương vật, khiến cho nam giới dễ bị rơi vào tình trạng rối loạn cương dương và nguy hiểm nhất là bị liệt dương. Ngoài ra, việc hút thuốc lá cũng góp phần vào sự phát triển của xơ vữa động mạch hay còn gọi là xơ cứng động mạch. Thì lúc này động mạch sẽ bị thu hẹp và tắc nghẽn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu về khu vực cậu nhỏ, thì chắc chắn là cũng sẽ ảnh hưởng đến việc quan hệ của nam giới rất là nhiều. Tác hại thứ hai, hút thuốc lá làm suy giảm ham muốn tình dục. Các bạn biết không, testosterone hay còn gọi là hormone sinh dục nam có vai trò vô cùng quan trọng đối với nam giới. Nếu như cơ thể của nam giới bị mất cân bằng hoặc là bị suy giảm nồng độ testosterone thì chức năng sinh lý sinh sản cũng sẽ bị suy giảm theo. Mà testosterone được sản sinh từ tinh hoàn. Tinh hoàn lại là nơi sản sinh ra những con tinh trùng khỏe mạnh hay yếu cũng là từ đây đây. Và cái việc mà nam giới hút quá nhiều thuốc lá thì nó sẽ làm ức chế quá trình sản sinh testosterone của tinh hoàn. Và từ đó mới dẫn đến câu chuyện là nếu như mà từ cái ngày thanh niên nam giới hút thuốc lá quá nhiều thì sẽ làm tăng nguy cơ bị suy giảm ham muốn tình dục khi bước vào độ tuổi trung niên. Tác hại thứ ba, hút thuốc lá làm giảm sút chất lượng và số lượng tinh trùng. Trên 90% những trường hợp nam giới tìm đến Thanh Hương nhờ tư vấn về sức khỏe sinh sản, cụ thể là khi họ nhận thấy tinh dịch của mình có bất thường, có thể là tinh trùng loãng, tinh dịch vón cục, tinh dịch đông đặc. Thì một trong những thói quen khi mà Thanh Hương hỏi ra thì họ đều có thói quen đó là hút thuốc lá nhiều. Và như ở tác hại thứ hai mà Thanh Hương vừa chia sẻ, hút thuốc lá nhiều sẽ làm ức chế cái quá trình sản sinh testosterone. Nó không chỉ khiến cho nam giới bị suy giảm ham muốn tình dục đâu, mà nó còn ảnh hưởng đến cơ quan sản sinh tinh trùng. Cụ thể là lúc này tinh hoàn cũng như là ống dẫn tinh sẽ hoạt động chậm lại, hoạt động kém đi, từ đó sẽ dẫn đến làm giảm sút số lượng tinh trùng. Ngoài ra, nicotine có trong thuốc lá còn là một trong những nguyên nhân gây thay đổi hình thái của tinh trùng, cụ thể là khiến cho tinh trùng bị dị dạng. Mà khi tinh trùng bị dị dạng thì sẽ làm tăng nguy cơ dị tật thai nhi trong một số trường hợp, bởi vì tinh trùng mang liên kết gen của nam giới đúng không nào? Và thêm một điều nữa mà nam giới cũng cần phải nắm được, đó là những chất độc có trong thuốc lá khi xuất hiện trong tinh dịch thì nó sẽ làm kìm hãm hoạt động của những enzyme tác động đến sự di chuyển của tinh trùng. Vậy thì các bạn nghe từ đầu, từ tác hại đầu tiên đến tác hại thứ ba, các bạn có thể thấy là khi hút thuốc lá quá nhiều có thể gây ảnh hưởng đến sự cương cứng của dương vật, khiến cho dương vật gặp khó khăn trong quá trình xâm nhập vào bên trong cô bé. Rồi khi xâm nhập được vào rồi thì số lượng tinh trùng không được đảm bảo, hình thái của tinh trùng bất bình thường, có thể là bị đứt đuôi, bị biến dạng, rồi là cái sự tiến tới nó cũng không được nhanh nhẹn như những con tinh trùng khỏe mạnh, thì rõ ràng là nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình thụ thai, cho nên mới có câu
câu chuyện, đó là khi nam giới đã gặp những cái vấn đề về tinh trùng thì lời khuyên chắc chắn mà bất cứ chuyên gia hay bác sĩ nào đưa ra, đó là ngoài cái việc mà các bạn áp dụng những cái phương thuốc để điều trị, rồi là những cái chế độ ăn uống tập luyện để giúp gia tăng chất lượng và số lượng tinh trùng cũng như là sức khỏe của sinh sản, sức khỏe sinh lý, thì các bạn cũng phải kiêng tuyệt đối cái việc hút thuốc lá là vì như vậy. Sản phẩm Man Plus được bào chế từ rất nhiều loại cao thảo dược quý hiếm, có tác dụng cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, yếu sinh lý, rối loạn cương dương, dương vật không cương cứng, giúp bổ thận, tráng dương, cường gân cốt và làm chậm quá trình mãn dục ở nam giới. Ngoài ra, còn giúp cải thiện các tình trạng như mộng tinh, di tinh, hỗ trợ sinh sản rất là tuyệt vời. Sản phẩm Man Plus được sản xuất trên dây chuyền khép kín, hiện đại, đạt tiêu chuẩn GMP, cGMP quốc tế. Sản phẩm đã được Bộ Y tế kiểm định về độ an toàn, chất lượng cũng như là đã được cấp phép lưu hành đầy đủ. Sản phẩm Man Plus giúp nam giới lấy lại bản lĩnh phái mạnh. Và thêm một thông tin vô cùng quý giá nữa, đó chính là nicotine có trong thuốc lá gây ức chế các tinh binh mang nhiễm sắc thể Y. Mà các tinh binh mang nhiễm sắc thể Y chính là tinh binh quyết định đến giới tính nam của em bé. Tuy nó không phải là nguyên nhân hoàn toàn ảnh hưởng đến giới tính, nhưng nó cũng là một nguyên nhân góp phần đến sự hình thành, đúng nào? Vậy thì những cặp đôi nào đang mong ngóng có một em bé trai thì cũng nên biết cái thông tin này để giúp cho quá trình thụ thai của hai vợ chồng có thể thuận lợi hơn. Và ngoài những tác hại gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh lý, sinh sản, thì việc nam giới hút thuốc lá quá nhiều nó còn ảnh hưởng đến tâm lý của đối phương cũng như là tính thẩm mỹ. Cụ thể là những nam giới nào có thói quen hút thuốc lá nhiều thì cái biểu hiện đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy đó chính là răng sẽ bị ố vàng hơn so với những người không hút, rồi là cao răng sẽ hình thành nhiều hơn so với những người không hút thuốc lá. Đồng thời là gì? Da cũng sẽ xám đi này, có thể là sạm màu đi, dễ hình thành nếp nhăn, tóc rụng nhiều, rất là nhiều những cái ảnh hưởng như vậy. Và Thanh Hương khẳng định là không có người phụ nữ nào là thích đối phương của mình hút thuốc lá, ngoại trừ những người phụ nữ cũng có thói quen hút thuốc lá. Biết rằng là cái việc hút thuốc lá nhiều khi không tránh khỏi, có thể là khi gặp đối tác, gặp khách hàng thì cái việc mà hút vài ba điếu nó là không thể tránh khỏi. Nhưng cái việc mà hút thuốc lá quá nhiều trong cuộc sống hàng ngày, về nhà cũng hút thuốc lá, trước khi đi ngủ cũng hút thuốc lá, là một điều mà bất cứ người vợ nào cũng không hề muốn chồng mình như vậy. Bởi vì khi mà vừa hút thuốc lá xong thì quần áo rồi đầu tóc, đại loại là cơ thể của các anh sẽ bị ám mùi. Mà khi mà các anh ôm người phụ nữ của mình thì chắc chắn là người ấy sẽ không thoải mái một chút nào. Bản thân Thanh Hương cũng là một người đã từng như vậy khi mà chồng Thanh Hương có thói quen hút thuốc lá. Vậy thì lời khuyên cho các bạn đó là những nam giới nào đang trong độ tuổi sinh sản thì tốt nhất là các bạn nên từ bỏ thói quen này để làm sao mà chúng ta đảm bảo được sức khỏe sinh lý, sinh sản một cách tốt nhất. Khi mà chúng ta khỏe mạnh thì chắc chắn là tinh binh khỏe mạnh và chúng ta cũng sẽ sinh ra được những em bé thông minh và khỏe mạnh, đúng nào? Còn ngoài ra, nếu như mà vì công việc rồi là vì giao tiếp ở bên ngoài thì chúng ta có thể hút, nhưng làm thế nào để hạn chế tối đa, tránh những ảnh hưởng tiêu cực về mặt sức khỏe nói chung và về mặt sức khỏe sinh lý, sinh sản nói riêng. Và Thanh Hương chắc chắn là sau khi mà các anh em nam giới nghe hết video này, quay sang nói với vợ mình là từ nay anh sẽ quyết tâm bỏ thuốc lá hoặc là sẽ hạn chế tối đa cái việc hút thuốc lá, thì 100% các chị em sẽ giơ cả hai tay hai chân lên ủng hộ. Các anh em cứ thử mà xem. Và lúc này khi mà các anh chị em chúng tôi vui thì các anh sẽ là người có quà và sẽ không thiệt đâu. Nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích thì đầu tiên hãy like và chia sẻ thật nhiều, đồng thời nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng quả chuông để ủng hộ Thanh Hương ra thật nhiều video hơn nữa và trở thành người xem sớm nhất mỗi khi mà Thanh Hương ra video mới. Và nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, có thể comment ở dưới video này, Thanh Hương sẽ làm video giải đáp cho các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.